Chào mừng đến với tiêu điểm tướng Tam Kench, thủy quái đại vương. Hãy gọi ta là vua. Hãy gọi ta là quỷ dữ. Dòng nước chẳng nhớ đến tên những kẻ bị nhấn chìm. Tam Kench là một con quỷ lưỡi dài, chơi đùa với những kẻ bơ vơ và tuyệt vọng, vỗ béo bản thân trước khi nuốt chửng con mồi xấu số. Trong trò chơi, Tam Kench có khả năng đỡ đòn mạnh đến bất ngờ, với đủ những chỉ số cơ bản và cần thiết để có thể đi đường đơn hoặc đóng vai trò tướng hỗ trợ. Sau đó, với kích cỡ đáng kinh ngạc của mình, hắn nuốt chửng kẻ địch và chu du cùng những người đồng đội của mình đi khắp bản đồ. Nội tại của Tam Kench là khẩu vị độc đáo. Hắn đánh dấu nội tại lên tướng địch khi công kích chúng bằng những đòn đánh thường hoặc những kỹ năng gây sát thương. Khi đủ 3 điểm, hắn có thể tương tác với chúng. Chúng tôi sẽ nói về vấn đề đó sau. Tam Kench có thể đánh dấu nội tại lên nhiều kẻ địch cùng lúc và sẽ mất dần đi sau một vài giây. Chúng ta sẽ bắt đầu với kỹ năng W, đánh chén. Vì nó tương tác với những kỹ năng khác của Tam Kench. Tam Kench nuốt một đơn vị bên cạnh và phun chúng ra sau đó vài giây. Bên cạnh đó, kỹ năng này sẽ tương tác khác nhau, phụ thuộc vào việc hắn nuốt ai hoặc cái gì. Đầu tiên là lính và quái. Sau khi nuốt, Tam Kench có thể nhổ chúng ra, gây một lượng sát thương phép tới mục tiêu đó cùng với những kẻ địch trúng đòn. Nhớ rằng dù Tam Kench khá phàm ăn, hắn cũng không thể nuốt tất cả. Rõ ràng là không thể nuốt được Baron, rồng, bùa xanh hay bùa đỏ. Chúng quá to so với dạ dày của hắn. Bữa tiệc này thật là quá sức. Tam Kench cũng có thể nuốt tướng đồng minh của mình luôn. Khi đó họ sẽ không thể bị chọn làm mục tiêu. Tam Kench sẽ được nhận thêm tốc độ di chuyển trong khoảng thời gian này, nhưng chỉ khi di chuyển về phía tướng địch. Sau vài giây, cả Tam Kench và đồng đội đều có thể chọn thời điểm bay ra. Lúc đó họ sẽ văng xa một chút. Cuối cùng, Tam Kench có thể nuốt tướng địch khi có duy nhất một điều kiện, đó là mục tiêu phải nhận đủ điểm nội tại. Sau khi nhai và nuốt, Tam Kench có thể nhả con mồi ra, khiến cho chúng nhận phải sát thương theo phần trăm máu tối đa. Khi con mồi nhận đủ điểm nội tại, kỹ năng đánh chén sẽ khiến chúng giảm tầm nhìn và không thể bị chọn là mục tiêu trong một vài giây. Và Tam Kench trở nên vô cùng nặng nề, tốc độ di chuyển giảm mạnh. Sử dụng đánh chén để cùng đồng đội nhanh chóng tiến vào giao tranh, như khả năng tăng tốc độ di chuyển và tại thời điểm đồng đội được nhổ ra, họ có thể chọn vị trí thuận lợi khi nhảy vào và tàn phá đội hình đối phương. Kỹ năng Q của Tam Kench là roi lưỡi. Hắn tung ra cái lưỡi của mình như một kỹ năng định hướng, gây sát thương và làm chậm mục tiêu đầu tiên chúng phải. Tuy nhiên, nếu tướng địch đã nhận đủ điểm nội tại, roi lưỡi sẽ làm choáng con mồi. Sử dụng đánh chén ngay trước khi roi lưỡi chạm đích, Tam Kench sẽ quất con mồi vào miệng mình. Nhoạt. Roi lưỡi có thời gian hồi chiêu ngắn và phạm vi sử dụng khá xa, vậy nên hãy dùng kỹ năng này để liên tục làm chậm những con mồi đang bỏ chạy và cộng dồn các điểm nội tại lên chúng. Nhân từ thật là vô vị. Tiếp theo là kỹ năng E, có cả nội tại và cả khả năng kích hoạt. Với nội tại, da dày giúp Tam Kench chuyển hóa toàn bộ sát thương nhận phải thành màu xám. Và vài giây sau khi ra khỏi giao tranh, một phần chỗ đó sẽ chuyển hóa thành máu thực. Khi Tam Kench kích hoạt da dày, tất cả lượng máu xám sẽ chuyển thành giáp và giảm nhanh theo thời gian. Hãy nhớ rằng lượng máu xám của Tam Kench không thể tăng lên khi kỹ năng đang chờ hồi lại. Sử dụng da dày để tạm thời tăng khả năng đỡ đòn của bạn khi đang bám trụ, hoặc phải nhận thêm một lượng sát thương khá lớn. Cuối cùng, chiêu cuối của Tam Kench là du ngoạn thủy vực. Cũng có nội tại và khả năng kích hoạt. Với nội tại, các đòn đánh thường và kỹ năng gây sát thương sẽ được nhận thêm một phần máu cộng thêm trở thành sát thương phép. Khi kích hoạt kỹ năng, Tam Kench sẽ chọn một vị trí, có thể cách đó rất xa, trước khi há miệng và bắt đầu thời gian niệm. Lúc này, tái kích hoạt du ngoạn thủy vực sẽ đưa bản thân người chơi xuống dưới nước và di chuyển tới vị trí được chọn. Nhưng có đồng đội thì sẽ vui hơn nhiều và Tam Kench có thể đưa thêm một người đi cùng. Một đồng minh có thể ấn chuột phải vào Tam Kench để đồng hành trong chuyến đi này. Một vài chú ý cho đối phương. Đầu tiên là Tam Kench không thể dùng chiêu cuối khi đang ngậm một tướng đối phương.
Và nếu bạn ở gần đó, đủ để tấn công Time Cache khi đang địa phép, kỹ năng sẽ bị ngắt và phải chờ một khoảng thời gian ngắn trước khi có thể dùng lại. Đó là một đòn đánh hay món khai vị thế? Cuối cùng, Time Cache không phải là một vận động viên bơi lội tài giỏi, khiến cho chiêu cuối khá là ồn ào. Thậm chí cách đó cả một màn hình, đối phương vẫn có thể nghe rất rõ tiếng động. Sử dụng du ngoạn thủy vực để thiết kế các cuộc đi săn, cứ tự nhiên đi lung tung như đang cắm mắt, có thể giả vờ chat ôn, sau đó dùng chiêu cuối cùng đồng đội ra sau lưng đối phương. Chiêu đánh chén sẽ rất hữu dụng khi đồng đội khỏi những pha đeo bám. Thông thường một chiêu khóa bóng tối là đủ để đẩy Ash ra khỏi đường, nhưng Time Cache đã cứu Ash một cách ngoạn mục khỏi khả năng dồn sát thương đến từ Lucian. Dù đang ở đường nào, Time Cache cũng có thể kiểm soát cua kỳ cục rất tốt nhờ đánh chén. Những lúc rảnh hãy ghé qua bờ sông và nhậu một chút, bạn sẽ có thêm một chút vàng và tầm nhìn. Time Cache có khá nhiều phương tiện hỗ trợ khả năng lao vào giữa đội hình đối phương. Khi nuốt Sejuani, Time Cache giữ cho cô an toàn và cho cô một thời gian để hồi lại chiêu thức. Sau đó vị tướng này tấn công Garras bằng những đòn đánh thường, đủ để chờ đến khi roi lưỡi làm choáng mục tiêu thay vì đám chậm. Kích hoạt da dày để thêm một lượng lá chắn, Time Cache có thể sống sót thêm một lúc trước khi nuốt Raven để cứu hắn khỏi chiêu thức kê liễu từ đối phương. Đây là khi Time Cache chủ động tấn công bằng bộ kỹ năng của mình, đồng thời liên tục tấn công và chặn đường thoát của Saiyan. Time Cache có thể dần dần tích điểm cộng dồn nội tại và không cho hắn sử dụng chiêu cuối chạy thoát. Khi Saiyan chạy vào bụi và địa phép, đánh chén có thể hoàn toàn vô hiệu hóa chiêu thức và cho Time Cache mạng đầu tiên. Sau khi Saiyan gục ngã hoặc khi phải đón nhận cái chết, hắn chuyển qua Z, tốc biến và dùng cái lưỡi gây ra hàng tấn sát thương, nhận về điểm hàng gục thứ hai. Giờ thì hầu hết người chơi sẽ rút lui, nhưng quý ông Time Cache đây lại hoàn toàn có thể sống sót sau một pha băng trụ tưởng như là tự sát này. Khổng lồ hóa cùng da dày kết hợp rất tốt để câu kéo thời gian, giúp bạn dùng kỹ năng đánh chén rất mạnh khi dùng lên một tướng đỡ đòn như Braum. Cuối cùng, du ngoạn thủy vực rất hữu hiệu trong việc phá vỡ các thế phòng thủ. Hắn đưa Sejuani vào giữa đội hình đối phương, quá đủ để phá hủy toàn bộ đội hình địch nhờ khả năng kết hợp với chiêu cuối. Hãy nhớ rằng đồng đội phải biết được chính xác ai sẽ là người du hành cùng. Vì nếu Ezreal hay Draven nhảy vào, họ gần như sẽ phải nằm xuống ngay lập tức và đổ lỗi cho đồng đội của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tia đường tướng Time Cache. Hãy theo dõi kênh YouTube của Vietnam Esports TV và để lại phần bình luận ở bên dưới. Hãy mang thứ gì đó hỗn loạn đi. Hãy để ta chế biến mớ lộn xộn này.